Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em mới về một em siêu phẩm của dòng xe Touring đến từ thương hiệu Gian. Lần này em về một chiếc Gian Fastrack SLR bác nhé, SLR2 với cái tông màu nhũ bạc đó. Xe cực kỳ là mới luôn, xe em đánh giá là mới lăn bánh thôi, chỉ một vài lần thôi. Và bây giờ xin mời đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, thì trước đây em đã có về một chiếc dòng xe Touring Gian Fastrack SLR2 với tông màu xanh. Thì lần này em về một chiếc thứ hai là một chiếc Gian Fastrack SLR2 với cái tông màu nhũ bạc nhá. Xe đánh giá cực kỳ mới lần này. Và đây là một trong những cái dòng xe touring cao cấp nhất của dòng xe đến từ thương hiệu Gian. Xe thiết kế với bộ khung hơi vuông ở phía trước. Em cảm giác như là nó hơi lai một chút dòng xe touring Andy Rock quá nhá. Xe làm từ hợp kim nhôm Aluxx SLR, cao cấp hơn cả dòng Aluxx thông thường quá nhá. Superline SLR này. Và sẽ đi qua lớp sơn zin của xe nhá, xem đánh giá cực kỳ mới. Bên ngoài phủ vẫn còn cái lớp phủ bóng của xe, rất là mới luôn nhá. Xe mới chỉ lăn bánh một vài lần thôi. Đây là mã vạch chính hãng của Gian, cũng như bản theo xe trên khung. Hầu như đánh giá là không biết sức nào cả. Rất là hiếm về những dòng xe Gian cao cấp mà về độ mới hoàn toàn như vậy nhá. Nhất là những dòng xe Touring. Đây là một trong những cái mẫu mà cao cấp nhất của thời điểm hiện tại bên em lấy về. Dòng Gian quốc tế nhá, SLR, in Tài Loan này. Xe trang bị với bộ rơm sườn cao cấp, thiết kế bộ khung rất đẹp nhá. Mẫu Gian Fastrack SLR được thiết kế với bộ khung vòm giống như chiếc Elizot. Dòng xe vươn lên giúp rất là thoải mái tư thế người đạp. Các bác nào mà ưa thích những dòng xe touring mà dòng cao cấp hẳn thì đây là một lựa chọn các bác rất là tốt. Cổ phốt kim đông chính hãng của Gian Connect trăm vàng các bạn theo xe. À, xe có tay lắm Sừng Châu cũng ở dòng Gian nhưng bản theo xe này. Tay lắm chính hãng của Gian nhưng bản theo xe. Xe trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano. Cụm phanh trước được sử dụng với cụm phanh đĩa của Tech Châu. Bên phải em sử dụng với cụm phanh sau là cụm phanh đĩa và sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano 3 tầng đĩa. Đằng trước là càng trước là composite nhá, carbon composite. Khung bản theo xe, vành chính hãng của Gian, vành SR2, vành đĩa nhá, SR2 đít là đĩa nhá, SR2 khung bản theo xe, lốp zin theo xe, lốp chính hãng của Gian, kích thước lốp 700x28C. Dưới gầm xe cũng có cả mã vạch của khung xe nhá, trên và dưới đều có mã vạch. SLR2 nhá. Rồi em về ấm chiếc size M. Hạt đĩa Shimano Sora. Đùi đĩa của FSA. Đùi đĩa đến từ Mỹ, 3 tầng đĩa. Đùi đĩa FSA Omega. Củ đề sau là củ đề Shimano. Trang bị với 9 tầng lip, lip Shimano, lip đen. Lip và xích còn rất là mới. Vành may ơ trước chính hãng của dòng Gian luôn nhá, SLR2. Dòng vành đĩa này. Lốp zin nguyên tiêm bản xe, lốp 700x28C. Lốp của Gian. Vẫn còn cái phản quang nhá, bánh trước bánh sau vẫn còn cái phản quang của da lông lốp còn rất là mới luôn. Và bây giờ xin đo cho con đứng ở khung xe. Vâng, cho con đứng ở khung xe là size 48, chiều ngang khung là size 52. Theo các bác là 1m6 đến trên 1m7 đi vừa nhá. Trang bị với 9 tầng lip, lip đen Shimano lên lip rồi. Xuống lip.
Bên phải em mà đùi FFA gạt đĩa soda ba tầng đĩa. Lên đĩa. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Tua Đinh đến từ thương hiệu Gian, dòng siêu phẩm Gian Fastrod SRR2. Và xe đánh giá cực kỳ mới. Và xe có giá thành rất tốt bên em là 15,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bắt là có liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Mình hẹn các bạn trong ngày mai.